ba đứa con bị asthma, nhưng mà một đứa mất rồi, đứa sinh ra trước đúng không chị? Dạ. Là mất rồi, cái căn bệnh này nó nguy hiểm quá. Mất một đứa rồi, bây giờ sinh ra hai đứa cũng bị y chang vậy đó. Nhờ người ta có cho thuốc bôi, mẹ mất bôi cho con mà con mới biết đi như vậy nè. Cho bữa giờ không biết đi hả? Dạ, không, bữa không biết đi đâu. Nó da nó bị dính ngay cái này, nó gỡ ra được. Con đứng lên, đứng lên. Chứ từ nhỏ tới lớn thì nó không biết đi luôn hả? Ba tháng trời luôn mà, ba tháng mà không biết đi, đau á. Nhưng mà cảm giác nó hết ngứa đầu đúng không chị? Đỡ. Nó còn rên nữa không? Hết khóc rồi hả? Khóc, đêm ngủ. Đêm ngủ ngon hả? Ừ. Cái thuốc này cũng phải công nhận hay, tại mình xài mình biết mà. Ngứa ngứa vậy cho mình tha vô, tích tắc khoảng 1-2 phút là tự nhiên cái thuốc nó đưa vào, cái nó diệt cái con vi khuẩn mình đi ra hết, nó hết ngứa. Cái đầu của bé mấy bữa ra nước vàng, bây giờ nó khô thôi. Khô rồi. Đấy. Con cảm ơn ơi. Đó này, đó này đó. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Ôi chị, nhớ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Mỹ Hiệp, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Kế bên Thép là Lệ. Ở video trước thì cách đây hình như là đâu đó nửa tháng rồi á, thì Thép cũng có chia sẻ với tất cả khán giả một cái trường hợp là hai bé nhỏ bệnh asthma gì đó, là lầy lở khắp cả người á. Bệnh người ta gọi là bệnh ngồi da các bạn. Thì nửa tháng rồi mình quay trở lại mình thăm, mà không biết là hôm bữa là Thép đưa cho bé cái hũ kem của thầy Hải á, không dạ. Biết là sử dụng như thế nào rồi, là khô hẳn đi, khô hẳn luôn hả? Dạ. Cảm thấy nó kiểu như là khoảng 80%, kiểu là 20% á. Ừ. Ừ, có nghĩa là tha vô là thấy nó có tác dụng liền luôn hả? Nó cũng khô à, cũng mừng người ta. Hết thì nó không hết, nhưng mà thấy nó khô hẳn. Ừ. Hôm bữa mình tới là nó chảy mũ, còn đây là nó khô, nó thành ghẻ hết. Ừ. Mà mặt là hết, mặt là trên là đỏ luôn. Ở video trước thì Thép cũng đã có trích trong quỹ ủng hộ người nghèo ra một số tiền trao cho gia đình bao nhiêu, em còn nhớ không ta? 10 triệu 100 ngàn hả? Là cái video trước thì Thép cũng đã trích trong quỹ ủng hộ người nghèo ra một số tiền 10 triệu 100 rồi. Và sau khi video đăng tải thì Mạnh Thường Quân họ xem, họ đồng cảm, thương bé quá, thì họ mới gửi cho Thép một số tiền rất là lớn luôn để trao cho gia đình, có gia đình có cái kinh phí để lo chữa trị. Yeah. Thì mời tất cả mọi người vào xem hai bé thử, sau khi mà nửa tháng sử dụng thuốc của thầy Hải thì như thế nào, thì mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng Thép nhé. Con chào cô. Cái mặt ôi cha, bữa nay sao nhìn thấy có vẻ bé này bữa đi không được này. Hả? Cái mặt đỏ luôn á nha. Cái mặt á. Ừ. Cả nhà đi được rồi nè. Thôi giờ kiếm chỗ nào mình ngồi. Anh ngay đây, ngồi đây. Ngồi chỗ cũ ấy. Đừng khóc nha con nha. Anh chóa lấy. Là hôm bữa thầy gửi mấy liệu trình? Hai liệu trình hả? Cái liệu trình đó là có cái chai thuốc nào, thuốc nước không? Có, màu xanh. À, màu xanh đúng không? À, thuốc nước màu xanh với lại một hũ kem. Thuốc uống. À, vậy là thầy Hải gửi thuốc màu xanh. Thì video trước thì Thép đã nói là thầy có hai loại thuốc, thuốc đỏ, thuốc xanh. Là hai loại thuốc nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là diệt cái con vi khuẩn á. Cái con vi khuẩn mà làm cho da lầy lở nè. Sau khi diệt con vi khuẩn đó thì xong, sau đó thì mới tái tạo da bằng cái hũ kem như thế này. Đấy, thì thuốc đỏ thì nó diệt gọi là hình như nó diệt mạnh hơn thuốc xanh hay sao á, nhưng mà thuốc đỏ nó nóng, nó xài cho trẻ nhỏ nó không phù hợp. Còn thuốc xanh thì nó mang tính mát hơn. Thì hôm bữa giờ diệt vi khuẩn đồ, là tha kem đồ, thì tình hình nửa tháng thì Thép thấy là bữa giờ tha kem chưa? Dạ, tha kem, tha thuốc đầy đủ. À, cả nhà xem nè. Hết cái đầu hết rồi hả?
chỗ lỗ tai, trong trong lỗ tai nó đổ nó mủ trong lỗ tai luôn. À. Bữa nay là đỡ đúng không? Bữa nay đi được á. Còn ngồi không à. Đứng lên đây con. Nhưng mà cả nhà xem cái sự khác biệt không, ngày xưa mấy hôm hôm bữa là này quay quay lưng ra cho cả nhà xem này, cái lưng thấy không, hôm bữa là nó lầy nước không, bữa nay khô hết rồi hai. Nhưng mà thầy hãy dặn là mình tha thuốc xanh một tuần lễ mới qua thuốc kem chứ. Dạ thầy mới dặn hôm qua thôi, nên là bây giờ mình dặn luôn. Ý là hôm qua thầy có dặn là thuốc xanh bây giờ tha 5 ngày đi, rồi sau đó mới ngưng, rồi qua tha kem lại đó. Nên là bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay là chị nhớ tha cái thuốc xanh. Thuốc xanh thôi, trắng tha, rồi 5 ngày sau chị tha kem lại nha. Hôm qua thầy mới dặn em vậy đó, là em cũng tính hôm nay tới, thì anh tới luôn. Chị nhớ không? Dạ nhớ. Cái thuốc nước màu xanh tha 5 ngày sau khi mà diệt hết những con vi khuẩn ở trong da mình, mỗi ngày tha bao nhiêu lần? Thầy nói là một lần thôi. Mỗi ngày tha một lần sau khi mà diệt hết con vi khuẩn nó ra, cho nó ra khỏi hết cái tế bào da của mình, thì mới đưa cái kem này vô gọi là tái tạo da, làm cho mình một cái lớp da mới nha cả nhà. Chứ mình đừng có tha là ở sáng tha thuốc xanh rồi chiều tha cái này vô nó không có hiệu quả đâu. Đấy, nhớ không? Dạ nhớ. À, đúng rồi. Quét nó mới được chứ còn trắng. Cây cọ mà để mình sơn á nha. Quét vô. Thật sự mà nói, khi mà Thép đăng tải video lên ấy, thì cũng có rất là nhiều khán giả chia sẻ nhiều bài thuốc lắm, nhiều ghê lắm. Nhưng mà Thép nghĩ là cái bài thuốc nào mình theo một bài thôi. Nếu mà mình theo cái bài này mà nó không gọi là không hết á, thì tiếp tục là mình theo bài khác. Chứ không thể nào mà cái người này chỉ cây này, cái người kia lại chỉ cây kia, là người kia lại chỉ cái này nữa. Là nếu mà mình theo nhiều quá thì nó đầy bị rối, mình không có biết là cái thuốc nào nó hiệu quả. Bởi vậy là cứ theo thuốc thầy Hải đi, theo khoảng vài tháng đi. Nếu mà nó không có tiến triển gì thì mình tiếp tục lại xài thuốc khác, mình theo một cái đường khác, một cái phương pháp khác nha. Còn bây giờ tất cả khán giả hãy thông cảm cho Thép nha. Nhiều khán giả gọi Thép là chỉ lá này lá kia, nhưng mà Thép cũng có lưu lại một số bài thuốc, nhưng mà tạm thời thì mình cứ xài thuốc này trước đi. Nhưng mà cảm giác nó hết ngứa đầu đúng không chị? Đỡ. Nó còn rên nữa không? Hết khóc rồi hả? Khóc đêm ngủ. Đêm ngủ ngon hả? Ừ. Cái thuốc này cũng phải công nhận hay, tại mình xài mình biết mà. Ngứa ngứa vậy cho mình tha vô tích tắc khoảng 1-2 phút là tự nhiên cái thuốc nó đưa vào nó diệt cái con vi khuẩn mình đi ra hết, nó hết ngứa. Bé này còn khóc nữa không? Bé này tha thuốc nó khóc. Dạ. Hay tha vô nó rát đúng không? Rát. Bây giờ bữa nào mà chị có cái nào mà ngứa ngứa chị tha thử coi, nó rát không? Người tha thử cái này nha. Tha thử. Té. Đây nè. Như cái mặt của chị là bị ngứa thôi. Chị lấy cái này chị tha thử cho em là chị mới cảm nhận được cái sự mà rát, với lại nó mang tính sát khuẩn, như là mình lấy kiểu như mình lấy muối mình đưa vô vết thương vậy. Nó rát khoảng cỡ không có lâu đâu, khoảng 1 phút thôi là nó sẽ có tính dịu lại, nó mát lại, và đầu lúc nó hết đau. Nhưng mà chị lưu ý nha, tắm trước khi tha nha, chứ không phải là để cơ thể nó vô vậy là tha đâu nha chị. Nếu mà chị có ổ qua cái lá khổ qua rừng nữa có chứ, có không có. Lên núi kêu chồng lên núi hái lá khổ qua nha, rồi tắm cho sạch sẽ từ đầu tới chân luôn. Nếu mà cần thiết ở chỗ nào mà mấy quá thì cắt tắt ngắn ngắn lại. Mai chở đi nha. Đây cả nhà xem có đứng lên con. Tức anh này. Bỏ dép ra luôn. Tóc rồi chưa anh à. Ui cha 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 cha. Hai cái chân của này. Đỡ lên đây cho chú. Bỏ một cái nữa. Nó gỡ cái bóng ra nha. Bữa là nó hít lại. Cả nhà xem. Cái này bệnh nặng lắm nha cả nhà. Bệnh từ lúc mới sinh ra mà nặng ghê lắm. Bắp bồ bị. Thôi đừng có kéo lên nữa con. Không còn gì hết á. Chị có một người con nữa mà người con nó mất rồi, cũng do cái bệnh Asama nè. Bệnh này thì Thép nghe nói là đâu đó là thầy Hải nói là bác sĩ thế giới đều đều cũng bó tay hết cái bệnh này. Nhưng mà cũng hy vọng là những cái người thầy thuốc bên Đông y rồi họ có thể chữa trị được. Bé này giỏi lắm nha, nó hiểu những gì mà Thép đang nói luôn á.
để thép sẽ nhờ bé nha. Con lấy cái thuốc lên cho chú ơi, cầm cái thuốc lên cho chú ơi. Cả nhà đây giỏi không? Bao nhiêu tuổi rồi? Năm tuổi rồi hả? Con đưa cho chú ơi. À, giỏi ghê không? Người rất lay mà 5 tuổi rồi. Ít khi nào mà nghe được tiếng kinh lắm mà thép nói hiểu ơi. Rồi, bữa là vô để khóc không bữa nay à? Con nhìn lên đây nhìn cho tất cả khán giả xem mặt mũi rồi, bữa nay tươi hái. Mắt to lông đi công. Ráng cố gắng nha con nha. Rồi thuốc bao nhiêu thì chú thép tài trợ rồi cho. Phụ thêm cho thầy Hải. Chứ một ca trị bệnh này là biết nhiều thuốc lắm. Nhiều khán giả họ cứ tưởng đâu là thầy Hải tặng thuốc miễn phí. Nhưng mà thật ra cũng tùy theo trường hợp nha cả nhà. Có nghĩa là cũng tùy theo duyên thôi. Thầy thì cũng nhiều cái trường hợp mà ví dụ như nghèo quá như chị này. Thì thầy thương thì tặng thôi, chứ còn có nhiều trường hợp mà mình gọi mình khám bệnh đồ ấy thì thầy vẫn bán bình thường nha. Thì khán giả cũng đừng có thắc mắc là ủa sao mà coi video của con thép mà thấy thầy tặng thuốc mà sao mà mình gọi ổng bán thuốc cho mình. Thì thật ra người ta bán thuốc cho nên người ta đâu tặng đâu. Nhưng mà những cái này đặc biệt quá thì thép mới nhờ thầy gọi là tiếp sức cho thép. Cũng cùng chung làm thiện nguyện vậy. Đấy, thầy sẵn sàng giúp đỡ từ A tới Z luôn. Đấy, thậm chí nhiều bệnh nhân á nha mà đi lên gặp thầy mà không có tiền thầy còn cho tiền đi giờ xe nữa. Còn nhiều khán giả hỏi ủa thuốc nhiêu tiền thép có biết bao nhiêu đâu thì cứ gọi cho thầy. Nhiều cô chú bệnh đó thì xin số điện thoại thép cho thì cứ gọi cho thầy hỏi, chứ mình đâu có biết là thầy bán bao nhiêu đâu mà giờ mình có mua đâu mình biết. Mỗi người mỗi bệnh khác nhau. Hôm bữa thép em trao cho chị bao nhiêu tiền chị nhớ không? Nhớ. Bao nhiêu tiền? 10 triệu 100. À 10 triệu 100 hả? Để em xem lại cái video đó. À, cách đây 11 ngày trước rồi chứ đâu có lâu đâu hả? Đắt cái lưỡi. À bữa đó thì thép trao cho chị 10 triệu 100 ngàn. Hôm nay chồng đi làm đúng không hả? Dạ đi làm rồi, chưa về. Chừng nào về? Lát mới về. Khoảng bao lâu nữa? Không biết. Bây giờ 5 giờ rồi nè, khoảng bao lâu nữa về? Chắc 6 giờ mới về. 6 giờ trễ quá ha. Thép cũng hy vọng là lên để gặp anh chồng, nhưng mà lần trước cũng không gặp, và lần này cũng ảnh cũng đi làm. Thì công việc của ảnh là làm tài xế, thì ảnh làm tài xế để ảnh nuôi hả? Xe gì? Xe chở hàng á. Xe chở hàng. Cát đá gạch. À chở cát chở đá đi làm thuê cho người ta. Thì nhà này á thì cũng là hội thiện nguyện họ tặng. Cũng cái bà chủ mà anh chồng đi làm cho bà chủ đứng ra kêu gọi để xây cái nhà này, chứ ngày trước là rất là khổ không có nhà nha cả nhà. Thì chị vợ thì ở nhà chăm ba đứa con bị asthma, nhưng mà một đứa mất rồi, đứa sinh ra trước đúng không chị? Dạ. Yeah. Là mất rồi, cái căn bệnh này nó nguy hiểm quá. Mất một đứa rồi, bây giờ sinh ra hai đứa cũng bị y chang vậy đó. Cái đứa mất nó 12 tuổi. 18. 18 tuổi hả? 18 tháng à. 18 tháng mà thép tưởng là 18 tuổi. Đứa mất đó là 18 tháng. Rồi sinh hai đứa này cũng bị luôn. Là cái căn bệnh này là từ không phải là gen di truyền đâu nha. Tự sinh ra nó bị vậy. Nó y như là bệnh phong vậy. Hình như chỉ còn một người con nữa thôi. Đi làm rồi. Ủa bốn người luôn hả? Dạ. Người. Còn người con kia đi đâu rồi? Đi làm rồi. À. Trai người ta không có nhà mẹ. Bao nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi. Có bệnh này không? Không. À, cũng đỡ không? Để cũng đỡ, đặc, cũng đỡ. Để trước á. Thép tưởng đâu là ba người con mà bị hết ba người, cũng đỡ còn một người con trai đầu nữa. Nhưng mà đi làm rồi. À, tất cả cả nhà xem này. À, cái đầu của bé mấy bữa ra nước vàng, bây giờ khô hay? Khô. Khô. Đấy. 11 ngày là thấy là tình hình ổn rồi ha. Hy vọng là sau khi 2 tháng sau này chú thép tới là tất cả cái tế bào da của con nó sẽ đều hoàn chỉnh, ok lại. Mấy cái ghẻ lỡ thẹo nha, tha cái thuốc đó vô là tẩy hết luôn. Là nó sẽ tái tạo ra cho mình một cái làn da mới nha. Rồi ráng cố gắng lên nha con nha. Biết gật đầu luôn nè.
Con tên gì? Đa nè. Con tên gì? Đa Ngân Na nè. Ngân Anh Niệm à. Cái gì? Niệm. Cái gì Niệm? Niệm. Bao nhiêu tuổi rồi con, bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Con 5 tuổi hả? Con có nhớ chú không? Chú tên gì? Chú tên gì? Đa nè. Dạ, chú thép nha. Ráng cố gắng dưỡng bệnh nha. Để đi học với bạn bè nha con nha. Dạ nè. Dạ dạ. Đa khác nó dạ. Dạ. À dạ. Dạ anh kêu dạ. Dạ la 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 gì mà. Nhìn như ta. Ở video trước thì thép thấy gia đình khó khăn, hai đứa bệnh, thuốc thì thầy Hải cũng đã tài trợ miễn phí. Thì ở video trước mình cũng trích ra một số tiền là 10 triệu 100 ngàn để trao cho chị để giữ đó, để có mua thêm sữa rồi cho mấy bé uống. Thì thép sẽ xin phép đọc cái danh sách mạnh thường quân tài trợ ở video trước nha. Cô Jenny ở Anh Quốc 1 triệu, bà Tôn Nữ Bích Hiền ở Mỹ với số tiền 100 đô la Mỹ là 2 triệu 300 ngàn. Anh Khánh Thành ở Sài Gòn 1 triệu, cô Lan Đặng ở Mỹ là 100 đô la Mỹ là 2 triệu 300 ngàn. Chị Anh Thi ở Úc với số tiền 2 triệu, cô Nghiệm ở Hồ Chí Minh với số tiền 1 triệu và chị Huỳnh Thúy với số tiền 500 ngàn. Và đợt 1 thì thép đã trao cho gia đình là tổng cộng 10 triệu 100 ngàn và đây là đợt 2 nha cả nhà. Anh Huỳnh Kim Sơn với số tiền 300 ngàn, anh Trần Việt Thanh 500, chị Ly Nguyễn với số tiền 300 ngàn, vợ chồng Vân Nguyệt ở Mỹ với số tiền 200 đô la Mỹ là 4 triệu 600 ngàn, anh Quang ở Hàn Quốc 500, anh Quyền 1 triệu, anh Thanh Tuấn 500, cô Lê Thị Long ở Đà Lạt 500, nhóm chị Hồ Mỹ Linh là 350 đô la Mỹ là 8 triệu 050 ngàn, cô Hiền ở Sài Gòn 1 triệu, cô Mộ Cà So ở Mỹ với số tiền là 200 đô la Mỹ là 4 triệu 600 ngàn, Facebook Huỳnh Thảo 250 ngàn, cô Chiêu Châu ở Mỹ với số tiền 200 đô la Mỹ là 4 triệu 600 ngàn, Nguyễn Văn Long với số tiền 500 ngàn, Nguyễn Hồng Ân với số tiền 100 ngàn, cô chú Thùng và cô Mùa ở Mỹ với số tiền 2 triệu, chú Sáu Hùng ở Long An với số tiền 1 triệu và tổng cộng đợt 2 là 30 triệu 300 ngàn, đợt 1 là 10 triệu 100 ngàn và tổng cộng 2 đợt là 40 triệu 300 ngàn. Ôi 40 triệu 400 ngàn, thép xin lỗi. Cái số tiền mà 10 triệu em trao cho chị cách đây 11 ngày tiêu còn bao nhiêu trong đó? Còn 6 triệu. Còn 6 triệu hả? Dạ. Là 10 triệu đó mình mua cái gì còn 6 triệu? Lấy rồi mua sữa cho bé. Mua sữa. Ăn sáng. Ăn sáng. Nó đòi sữa là nó đòi phở, mua dạ. đồ cho nó ăn. Rồi bé có ăn có uống được sữa không đường không? Có uống có đường. Có đường hả? Dạ. Rồi ăn phở gì? Phở người ta nấu. Phở bò hay phở heo? Phở heo chứ không có phở bò. Đúng rồi, mình mua phở heo cho ăn nha, dạ. chứ đừng ăn phở bò nó ngứa nha. Mình ăn phở bò, ăn tôm, ăn thịt, ăn cá vô là tha cái thuốc này cũng phí thuốc đó nha chị nha. Dạ. Ừ. Mình trong quá trình điều trị thì mình cử cái đó ra. Bữa giờ có cho nó ăn mấy cái đồ. Hôm bữa giờ có ăn uống nước đậu đen không? Có. Ngày nào cũng uống nha. Dạ. Ngày nào cũng nấu chút chút cho nó uống. Chút chút. Bữa giờ có trả nợ cho ai không? À không hả? 300 ngàn tiền sữa của bé. À trả nợ 300 ngàn. Vậy là vẫn còn được 6 triệu đúng không? Tiền sữa không? Bây giờ đây nè, em nói với chị đây là số tiền mà 30 triệu 300 ngàn. Em đếm ok rồi hay. Hồi giờ chị cầm nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Đợt trước á hả? Hồi giờ chị cầm trong tay nhiều nhất là không. Là bao nhiêu tiền? Không có cầm nhiều. À không có cầm nhiều hả? Vậy là đợt trước cầm 10 triệu là nhiều nhất rồi hả? Dạ. À. Thì đợt này thép trao cho chị số tiền 30 triệu 300 ngàn nha. Cũng có tất cả những mạnh thường quân trong và ngoài nước họ thương bé thì cũng gửi số tiền này để mục đích đó là mình cất, mình làm sổ tiết kiệm mình cất đó, những cái trường hợp nào mà ốm đau bệnh tật mình lấy ra mình sử dụng nha. Giờ đưa cho cất hay là đưa cho chồng cũng được. Rồi nếu mà chồng không biết bỏ vào sổ tiết kiệm thì nhờ chị Lệ nha. Yeah. Chị Lệ dẫn ông chồng đi bỏ vào sổ tiết kiệm, bỏ số tiền này vào nha.
Còn số tiền 6 triệu á, chị cứ giữ đó mua đồ, yeah. mua ăn uống, khi nào hết thì mình rút một ít ra nha. Dạ. Đây, bây giờ đây là số tiền 30 triệu hồi nãy Thư kế toán Nhi đã đếm rồi. 30 triệu 300 ngàn. Rồi chị có muốn nói gì với khán giả với Mạnh Thường Quân không? Có chứ. Ừ, chị nói gì? Nè. Ít nói tiếng Việt lắm á. Cũng cảm ơn mấy cô chú. Dạ. Lên thường viên giúp đỡ cho hai bé. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Còn về thuốc á là của thầy Hải. Cảm ơn dạ. thầy Hải. Cảm ơn thầy Hải. Thẳng ơn thầy Hải đã tài trợ thuốc cho hai bé để hai bé thoa. Và cái hành trình trị liệu của hai bé phải nói là nếu mà chúng ta bỏ tiền ra để mua cái số lượng thuốc để thoa từ đây mà tới hết bệnh là phải một con số rất là khủng khiếp luôn. Bởi vậy thầy Hải phát tâm phụ thêm cho Thép nha. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Thì Thép cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân rất nhiều trong và ngoài nước đã ủng hộ cho gia đình số tiền là hai đợt là hơn 40 triệu đồng. Cũng cảm ơn Lệ đã kết nối với Thép nha. Lệ qua đây. Lệ có đôi lời gì muốn nói không? Cũng một lần nữa cũng thay mặt gia đình cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho hai bé để hai bé điều trị bệnh thì bệnh này lâu dài, rồi cũng cảm ơn anh Thép luôn đã kết nối duyên để tạo điều kiện cho hai bé chữa bệnh, cũng cảm ơn thầy Hải rất là nhiều và em xin cảm ơn. Lệ cố gắng đó nha. Trong làng thì có Lệ là người kinh thì Lệ cũng hay phát tâm giúp những người đồng bào rất lây á. Con cảm ơn ơi. Đó này, đó này luôn. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Ủa chú, nói lại. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn chú nhiều. Bữa nay tươi cười dễ thương á. Cố gắng lên nha con nha. Bữa nay mới có 11 ngày mà thấy tiến triển tốt rồi đấy. Hy vọng là 2 tháng sau Thép tới thì đỡ hơn 50% nha. Có thuốc bôi em. Nhờ người ta có cho thuốc bôi, mẹ mới bôi cho con, mà con mới biết đi như vậy nè. Cho bữa giờ không biết đi hả? Dạ, không, bữa không biết đi đâu. Nó da nó bị dính ngay cái này, nó không gỡ ra được. Con đứng lên, đứng lên. Chứ từ nhỏ tới lớn thì nó không biết đi luôn hả? 3 tháng trời luôn mà, 3 tháng mà không biết đi, đau á. Cả nhà biết tại sao không biết đi không? Quay sau lưng cho chú xem. Cái da này á, nó dính vô cái da này, thì lúc mà nó co cái chân lại sao nó đi được. Mà mỗi khi nó đi á thì nó sẽ kéo cái chân nó, thì lúc đó máu nó chảy ra nó đau. Thôi bữa nay đi con đi cho chú xem ai đi xuống đây ai được không? Chuyện chuyện mà là nào vậy là nào? Dạ đấy vậy là nào rồi nào cái như vậy giỏi không? Ui trời trời trời, thôi đi cái bộ cũng khom khom á cả nhà. Nhưng mà không sao đâu, và bữa nữa cái da thôi nó đi yếu lắm, và bữa nữa cái da con nó hết căng này con đi là ok. Chứ bây giờ nó cũng nhà bé hè nhà bá hè nhá không khom không khom ấy đời nhà cái này qua đây con vui rồi ha. Đi được rồi đấy. Đi được rồi đấy, thôi ngồi xuống nha. Ráng cố gắng lên và 1-2 tháng sau Thép sẽ tới thăm một lần nữa nha. Còn thuốc nếu mà hết Lệ nói với Thép nha, để mình kêu mình nhờ thầy Hải hỗ trợ thêm nha. Một lần nữa thì Thép cũng đại diện gia đình cảm ơn thầy Hải rất là nhiều luôn. Cảm ơn tất cả những quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho gia đình số tiền rất là lớn luôn. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của Thép nha. Bây giờ là chắc có lẽ là mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thank you.